Chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2021, đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Trước những bức xúc của người dân về việc quản lý nhà trung cư, Bộ Xây dựng cho biết nếu ban quản trị vi phạm quy chế sử dụng nhà trung cư thì có thể bị xử lý hình sự. Nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường. Những ngày qua, sầu riêng trái mùa tăng giá kỷ lục. Thời điểm này có hai tác động khiến giá sầu riêng tăng cao, đó là do vụ này là vụ nghịch, không phải chính vụ. Ngoài ra, do tác động của đợt hạn mặn thời gian vừa qua đã khiến sản lượng giảm mạnh, nguồn cung ít nên giá sầu riêng tăng cao. Tại vườn, sầu riêng được thuốc lái thu mua với giá từ 100 đến 120.000 đồng 1 kg, nên khi đến tay người tiêu dùng, mỗi kg sầu riêng được bán với giá từ 150 đến 170.000 đồng 1 kg, với những quả nặng từ 3 kg trở lên có giá lên tới nửa triệu đồng. Mức giá này cao gấp 3 lần so với thời điểm cuối năm 2020. Dù giá bán mỗi cân sầu riêng giao động trên 100.000 đồng 1 kg, tuy nhiên vẫn không đủ hàng để bán cho thương lái. Với nhu cầu mua xe ô tô mới để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán của người dân, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến doanh số ấn tượng trong nửa đầu tháng 1 năm 2021 khi tăng mạnh 45% so với cùng kỳ. Các đại lý xe cho biết, nhiều dòng xe rơi vào cảnh cháy hàng vì không thể đáp ứng nhu cầu giao xe ngay cho khách. Với việc nắm giữ nhiều thương hiệu như Mazda, Kia và đa dạng sản phẩm, Trường Hải Tha Cô tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán hàng với 15.869 xe ô tô các loại. Ở vị trí thứ hai là Toyota Việt Nam với 11.298 xe ô tô các loại được bán ra. Trong đó mẫu xe Vios tiếp tục dẫn đầu thị trường với doanh số đạt khoảng 184.000 xe. Mitsubishi có doanh số bán hàng đạt 4.567 xe. Các đại lý không đủ xe giao cho khách. Đây là một tiền đề tốt cho thị trường ô tô Việt Nam năm 2021. Giá trị vốn hóa thị trường của Facebook và Twitter trong các phiên giao dịch vừa qua tổng cộng đã mất 51,2 tỷ đô la Mỹ do giới đầu tư lo ngại về lệnh cấm của Facebook, Twitter đối với ông Donald Trump. Giới phân tích vẫn chưa hạ dự đoán giá trung bình của hai cổ phiếu này cho rằng xu hướng sẽ đảo chiều theo thời gian. Facebook và Twitter là hai nền tảng mạng xã hội quyết định cấm vô thời hạn đối với ông Donald Trump. Theo Business Insider, tổng giá trị vốn hóa của Facebook và Twitter đã giảm 51,2 tỷ đô la Mỹ sau các phiên giao dịch gần đây. Cổ phiếu của Facebook được giao dịch với giá 251,7 đô la Mỹ một cổ phiếu, giảm 8% so với thời điểm từ đầu năm, trong khi đó cổ phiếu của Twitter có giá 47,94 đô la Mỹ một cổ phiếu, giảm tới 12%. Hòa chung không khí sôi động của thị trường chứng khoán thời gian gần đây, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, cao su đang bứt phá mạnh mẽ với hàng loạt cổ phiếu thiết lập đỉnh lịch sử như ICD, BCM, SIP và KBC. Giá thuê đất khu công nghiệp trung bình tăng mạnh so với dự báo. Giá thuê các khu công nghiệp tại khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đều tăng từ 15,3% đến 23% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá thuê của các khu công nghiệp ở miền Bắc tăng từ 14 đến 18% so với cùng kỳ năm 2020. Theo SSI Research, giá cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp cao su tăng mạnh là do tăng trưởng lợi nhuận từ việc cho thuê đất tại các khu dịch vụ có giá cao. Giá lợn ở Trung Quốc đang rất cao, gấp đôi so với giá lợn của Việt Nam nên các thương lái tìm mọi cách để xuất lợn lậu sang Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn lậu sẽ làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm và đẩy giá thịt lợn trong nước tăng cao. Đáng lo ngại hiện nay là đang có nhiều thương lái xuất lậu lợn, lợn sống sang Trung Quốc, thậm chí có tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về và chuyển đi Trung Quốc, trong đó có cả lợn trong nước. Đây là một trong những nguyên nhân để giá lợn trong nước tăng. Bên cạnh đó, thông thường hàng năm, bắt đầu vào tháng 12 âm lịch, nhu cầu thịt lợn luôn tăng cao để phục vụ cho việc chế biến sâu. Hiện giá lợn hơi bán buôn tại chợ đầu mối đã lên tới 82.500 đồng 1 kg, tăng 7.000 đồng 1 kg. Apple đã ra mắt một số dòng sản phẩm S trong vài năm qua, cũng giống như iPhone 4S, 5S và 6S. Sản phẩm S đều là những phiên bản cải tiến đi kèm với các chức năng mạnh hơn các tiền nhiệm tương ứng. Khác với năm ngoái, iPhone 12S dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 9 năm nay. Đã có rất nhiều tin tức về các sản phẩm thế hệ iPhone tiếp theo sau khi dòng iPhone 12 ra mắt. Trong đó thông tin mới nhất nói rằng Apple có thể đặt tên cho sản phẩm là iPhone 12S thay vì iPhone 13. Về phiên bản iPhone 12S sắp tới, phần nốt trên máy sẽ được cắt giảm với kích thước nhỏ hơn. Về hiệu năng, iPhone 12S cũng sẽ nâng cấp lên bộ xử lý Apple A15 Bionic, sử dụng quy trình 5 nanomet thế hệ thứ hai của TSMC các hãng hàng không tăng thêm máy bay, mở đường bay mới để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Tân Sửu. Ở thời điểm hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đều đã mở bán vé Tết từ rất sớm, đưa ra nhiều gói khuyến mại về giá và các ưu đãi cho khách hàng. Viettravel Airlines vừa tăng thêm một máy bay Airbus A321CEO, cất cánh khai thác vào ngày 25 tháng 1. Vietnam Airlines, Bamboo Airways đua nhau mở đường bay đến Cần Thơ, Côn Đảo, Rạch Giá, với mức giá vé là 590.000 đồng một vé. Bamboo Airways cũng đã tăng thêm hai đường bay mới Cần Thơ Phú Quốc và Cần Thơ Côn Đảo. Tuy nhiên, một số đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương trọng điểm vẫn có giá cao, từ 5 đến 7 triệu đồng một vé khứ hồi. Hiện cả nước có khoảng hơn nửa triệu doanh nghiệp siêu nhỏ. Những doanh nghiệp này có bộ máy kế toán rất đơn giản, thậm chí không có người làm kế toán nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Nếu đại lý thuế không được phép làm dịch vụ kế toán thì họ phải thuê một doanh nghiệp khác lấy số liệu đó để kê khai và nộp thuế. Việc thuê kế toán khiến chi phí kinh doanh tăng cao, để giảm chi phí, doanh nghiệp thuê kế toán chui, không có bằng cấp nên doanh nghiệp gặp rất nhiều rủi ro. Từ tháng 7 năm 2021, đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của luật quản lý thuế số 38 vừa có hiệu lực. Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ nhẹ gánh nỗi lo kế toán thuế cũng như giảm chi phí vì không phải thuê đến hai đơn vị để làm nghĩa vụ thuế như trước. Việc quản lý trung cư vẫn đang gây bức xúc theo bộ xây dựng ban quản trị nhà trung cư chỉ được tiêu quỹ bảo trì trung cư khi kế hoạch bảo trì đã được hội nghị nhà trung cư thông qua và hợp đồng bảo trì được ký kết việc thanh toán hợp đồng được thực hiện theo hình thức chuyển khoản không thanh toán tiền mặt Trước thực tế một số ban quản trị trung cư lộng hành có nơi chiếm đoạt tiền quản lý trung cư do người dân đóng góp, quyền lợi của người dân bị xâm phạm nghiêm trọng. Bộ Xây dựng cho rằng theo thông tư số 02 năm 2016 về quy chế quản lý nhà trung cư, các thành viên ban quản trị nhà trung cư nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi nhịp sống kinh tế vào lúc 17 giờ 50 phút từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.